Anh Linh ơi, em thấy là anh nhận bill kênh á, anh nhận rất là ít. Trong khi nhiều đơn vị em thấy người ta nhận rất là nhiều. Thì tại sao anh lại nhận ít như vậy anh nhỉ? Khi mà kinh doanh á, cái điều đầu tiên đó là chất lượng. Bởi vì khi mà chúng ta làm chất lượng ấy thì nó sẽ tạo nên cái uy tín của mình. Bởi vì như em thấy đó, rất là nhiều người họ nhận rất là nhiều kênh và họ đang rơi vào một cái tình trạng rất là gì ạ? Họ làm nội dung không có thực sự cái chất lượng ấy, mà khi em làm một cái gì mà nó không thật sự chất lượng, nó sẽ dẫn tới đó là uy tín của em ngày càng giảm. Và khi mà uy tín của mình càng giảm thì mình không chỉ làm dừng lại ở việc mà build kênh trong thời điểm này mà mình còn làm lâu dài, còn những cái kinh doanh sau này nữa, thì cái việc đó nó sẽ, những cái gì mình làm ngày hôm nay nó sẽ là để lại cái hệ quả cho cái tương lai của mình sau này. Ví dụ như ngay từ bây giờ em nhận ít đi thì bù lại đó là em sẽ tập trung vô nguồn lực đó là để tạo nên cái sự sáng tạo, em tạo nên cái sự chất lượng trong từng cái kênh mà mình làm. Ví dụ nhé, bây giờ anh có thể cùng một lúc đó là anh tuyển được khoảng cả chục bạn biên kịch, chục bạn quay dựng, và sau đó mình bắt đầu xây dựng hàng loạt. Nhưng nó sẽ có rơi vào một cái thứ, đó chính là anh không kiểm soát được về cái chất lượng. Và khi mình anh không kiểm soát được về chất lượng ấy, thì nó sẽ dẫn tới một cái đó là sau này anh sẽ không còn uy tín nữa. Và khi không còn uy tín nữa thì dẫn tới đó là mình sẽ rất là khó để mình kinh doanh. Bởi vì họ nói rằng là ông Linh build kênh nào là xịt kênh đó, hay là kênh lên rất là dài dài, nó không có tới nơi tới chốn, thì có phải là mình sẽ ảnh hưởng về uy tín không? Trong lúc đó thà bây giờ mình làm mình với nhân lực đó và mình cảm thấy an tâm với những cái nhân lực hiện tại, nó có thể một tháng làm hai kênh thì nó đạt được một hiệu quả nó cao nhất. Vậy thì mình nên tập trung vào hai kênh để có hiệu quả nó thực sự cao. Và khi hai kênh đó làm hiệu quả thực sự cao ấy, thì lúc đó người ta luôn mong muốn đến để mà đưa cái dịch vụ cho mình build kênh. Vậy thì thà anh làm hai kênh giá cao hơn một chút xíu nhưng nó là chất lượng và nó thực sự là vượt trội, thì lúc đó nó vẫn tốt hơn rất nhiều vào việc mà mình xây nhiều kênh. Thì đó là cái mà anh cảm thấy rằng là với hai kênh thì khả năng anh có thể cover được mà có thể làm tốt nhất được cho cái người khách hàng của mình. Bởi vì cái việc mà kinh doanh ấy, mình không phải là thực hiện mình mua bán xong đấy là thôi, mà mình cần phải đó là mình xây dựng được một cái mối quan hệ, mình xây dựng được một cái mối quan hệ với khách hàng một cách lâu dài, một cách bền vững về lâu về dài. Đó là cái thứ mà chúng ta cần phải làm được. Và khi mà chúng ta có được cái điều đó rồi thì đơn giản là ví dụ như hai người mà họ kênh nào cũng hàng triệu lượt follow, hàng triệu lượt xem, thì lúc đó họ cảm thấy rất là vui, họ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không? Và bản thân khi mà mình làm được ra những cái điều đó, bản thân mình cũng cảm thấy vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó là cái mối quan hệ giữa hai bên của khách hàng với chúng ta nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thân thiết hơn, gần gũi hơn, và lúc đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ nó lớn lao hơn, chứ không phải chỉ việc mà đơn thuần là xây cái kênh mà không. Thì đó là cái quan điểm của anh khi mà kinh doanh. Nên là thôi là mình làm ít nhưng nó chất lượng, hiệu quả cao, và giá của mình nó có thể cao hơn chút nhưng cái chất lượng của mình vượt trội, thì lúc đó không ai có thể cạnh tranh với mình được. Bởi vì cái chất lượng đó là thứ mà cạnh tranh tốt nhất, chứ không phải là về giá cả. Thế là em thấy là tự nhiên sau cứ mỗi hai kênh là anh lại tăng lên 50 triệu. Thực ra là mỗi hai kênh tăng lên, bởi vì thứ nhất là em muốn ưu tiên những người quyết định ngay, đó là cái đầu tiên. Thứ hai là càng về sau cái game nó càng khó hơn. Thực sự càng về sau game nó càng khó hơn, bởi vì lúc đó có nhiều nhà sáng tạo nội dung hơn, nhiều cái kênh cùng xuất hiện hơn, thì độ khó nó càng tăng cao. Mà độ khó càng tăng cao thì yêu cầu đội ngũ mình cần phải sáng tạo hơn, cần phải nỗ lực hơn. Và đó là lý do anh cần phải tăng giá để mà bù lại về chất xám cho tất cả anh em cùng làm việc với mình. Rồi có nhiều khi em thấy là anh nói là anh quay người ta 30 video, nhưng nhiều khi em thấy là hình như có nhiều khách hàng nó cũng được hơn 30 video. Thì tại sao lại như vậy nhỉ? Thực ra là dù anh ký hợp đồng với người ta là 100.000 lượt follow đi chẳng hạn, hay là những người làm 1 triệu follow, thì khi mà quay xong 90 cái video rồi đó, nó đạt được 1 triệu rồi đấy. Nhưng anh thấy trong đó có nhiều cái video nó dưới 500.000 view. Có là ví dụ như tất cả 90 video đó đi, có 60 video trên 1 triệu view, và có khoảng tầm 30 video dưới 1 triệu. Thì trong 30 video dưới 1 triệu này á, thì có khoảng tầm 20 video từ 500 đến 1 triệu chẳng hạn. Trong lúc đó có khoảng tầm 10 cái video mà dưới 500.000 ấy, thì lúc đó anh sẽ không có vui. Bởi vì anh cảm thấy là mình cần phải làm, dù mình đã vượt mục tiêu đó, họ ký hợp đồng với mình là 1 triệu follow, mình làm đã là 1 triệu rưỡi rồi,
có là vượt cái kỳ vọng của người ta. Nhưng anh vẫn muốn đó là gì ạ? Mình đã làm cái video nào là xịn sò cái video đó. Nên là video dưới 500 ngàn view thì anh sẽ làm lại cho người ta, để mà mang lại cho một cái người ta dịch vụ tốt hơn, cho người ta có một cái trải nghiệm tốt hơn. Dù họ rất là vui rồi, họ rất là ok rồi, nhưng đó là với bản thân anh thì anh không muốn những cái khách hàng của mình, những cái kênh mình làm mà nó có tiêu chuẩn thấp quá. Thì đó là lý do anh tự bù vô cho khách hàng để làm thêm cho họ những cái video để có cái lượt xem là chất lượng hơn. Thì đó là cái cá nhân anh thôi, anh cảm thấy không có vui với việc mà nếu mà một nội dung của mình làm không có ok thì anh làm lại. Bởi vì anh luôn đưa tiêu chuẩn đó là làm nó phải tốt thực sự, thì lúc đó mình mới cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy vui. Lúc đó đồng tiền mình lấy mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, vui hơn. Anh có thể chia sẻ cho anh chị em về cái cách mà anh truyền tải cái thông điệp tiêu chuẩn cao đối với những anh em làm biên kịch hay quay dựng được. Cái tiêu chuẩn cao thực ra là nó như thế này. Khi mình làm đối với bản thân mình vậy thôi. Anh có một cái suy nghĩ là mình đã không làm thôi. Mà đã làm thì phải làm cho nó tốt, làm cho nó đàng hoàng, làm cho nó tới nơi tới chốn. Chứ đừng làm một cách hời hợt, làm một cách bình thường quá thì anh cảm thấy nó bình thường và nó không có phải là đúng với kiểu con người của mình ấy. Thì anh luôn hướng tới đội ngũ đó là gì? Ok, bạn có thể làm những cái video tầm 500 đến 1 triệu thì vẫn có thể đạt được cái mục tiêu của mình đề ra, đó là kênh nó vẫn đạt được cái mục tiêu hàng triệu lượt follow đấy. Nhưng mình nhìn vô nó không thực sự là đã. Tức là gì? Cái kênh đó mình phải đặt ra mục tiêu đó là mình làm để làm gì. Cái follow đó chỉ là một cái mục tiêu thôi. Nhưng cái mục đích đằng sau cái việc mà mình xây kênh đó là gì? Đó là truyền tải thông điệp. Đó làm cho khách hàng người ta cảm thấy hài lòng, làm cho khách hàng người ta cảm thấy thích thú mình, người ta tin tưởng mình, người ta yêu quý mình. Và để mình trở nên khác biệt ở trên thị trường ấy, thì đó là những nội dung mình làm nó phải thực sự là xuất sắc, nó phải thực sự là hay và nó phải thực sự là đột phá. Bởi vì đó là lý do anh luôn yêu cầu đó là đội ngũ là gì? Nỗ lực làm cho khách hàng của mình có những cái video 5 triệu, 10 triệu, thậm chí là 20 triệu lượt view. Có là chúng ta luôn nỗ lực tốt nhất để mà làm sao mình phải coi từ ý tưởng, từ việc mà mình viết cái kịch bản, mình phải coi đi coi lại, làm đi làm lại, làm sao để cái nội dung đó thực sự khi mà bung ra nó có một sức lan tỏa, một cái đột phá, nó một cách mạnh mẽ, thì lúc đó là khán giả người ta phản ứng một cách tích cực, người ta lan tỏa về cái điều đó. Và khi mà khán giả người ta yêu quý cái khách hàng của mình ấy, bản thân mình làm mình cũng cảm thấy tự hào, mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Nó giống như thế này, nếu em xây một cái tòa nhà 10 tầng ấy, anh thấy bình thường, bởi vì có đầy những căn nhà 20 tầng, 30 tầng, 10 tầng, đúng không? Nhưng nếu mà em xây được một cái tòa nhà nó 200 tầng và là tòa nhà cao nhất thế giới đấy, thì đó là niềm tự hào của mình với đất nước của mình, với toàn thế giới luôn. Vậy thì khi mà anh làm việc với đội ngũ của mình vậy, anh luôn hướng tới mọi người đó là gì? Đừng sống một cách bình thường, đừng làm một cách bình thường, mà hãy nỗ lực làm một cách tốt nhất, làm hết sức có thể, làm luôn luôn đặt cho mình những cái tiêu chuẩn cao như vậy để chúng ta trở nên khác biệt trên thị trường. Chúng ta đừng sống gọi là một cách bình thường mà mình ai người ta cũng phải so sánh được với mình, ai người ta cũng thể làm được giống như mình, thì lúc đó nó không có gì gọi là đặc sắc, nó không có gì gọi là dấu ấn trong cuộc sống này. Bởi vì mình phải hiểu ý nghĩa cuộc sống này đó gì, cuối cùng đời mình cũng chết mà. Vậy thì cái thứ gì mà mình có thể để lại với cuộc đời này, cái dấu ấn nào mình để lại và nó làm nên cái thương hiệu, làm nên cái tên tuổi của mình, đấy, nghĩ đó là mình phải đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn cao. Dù cái công việc đó khó đó, dù cái đó nó đầy thách thức đó, nhưng nó làm cho mình cảm thấy thú vị hơn, làm cho mình cảm thấy hứng khởi hơn, làm cho mình cảm thấy thích thú hơn. Và đó là lý do anh luôn hướng tới đội ngũ của mình ấy, là luôn luôn nỗ lực làm tốt nhất, luôn luôn là nỗ lực làm khác biệt đi, luôn luôn nỗ lực là nó thực sự là đột phá. Đó là cái mà điều anh luôn theo đuổi. Dạ, yeah. Okay, rất là cảm ơn anh. Em có thêm một câu hỏi nữa là okay. Có nhiều khách hàng là tại sao anh gặp họ rồi nhưng anh không đồng ý, nhưng có những khách hàng thì chỉ là qua cuộc nói chuyện điện thoại thôi anh đã đồng ý. Vậy thì đâu là cái tiêu chí để anh lựa chọn, bởi vì anh build rất là ít kênh? Một phần thứ nhất đó là thái độ. Bởi vì khi mà mình làm ấy, mình làm thì đúng là mục tiêu của mình là vẫn phải kiếm tiền, mình cần khách hàng đấy,
nhưng nó phải có niềm vui, nó phải có niềm vui và một cái sự hợp tác. Cái này nó không phải là mua mua đứt bán đoạn, mua bán xong thôi, mà ở đây đó là mình còn phải làm việc với nhau, mình phải tương tác với nhau, mình phải nói chuyện với nhau, thì cái người đối tác của mình họ có vui vẻ, có thoải mái hay không. Đâu dù mình rất là vui vẻ, rất là thoải mái, nhưng họ hơi khó chịu thì làm cho chúng ta rất khó làm việc. Mà khi khó làm việc như vậy, chúng ta đâu thể hiểu khách hàng được. Mà không hiểu được thì chúng ta build nó sẽ không ok. Và đặc biệt là cái việc mà xây kênh, xây dựng một cái thương hiệu cá nhân ấy, nó, cái yếu tố cảm xúc nó cũng rất là quan trọng. Để làm cho mình cảm thấy hứng thú, làm cho mình cảm thấy thăng hoa trong đó, thì mình mới làm được một cái chất lượng nội dung tốt được. Nên cái yếu tố đó là thái độ của khách hàng của mình cũng rất là quan trọng. Cái thứ hai đó là người này có phù hợp để mà xây kênh hay không. Đấy, đôi lúc có những người là ở tiền họ không có thiếu, rất là thoải mái, rất là nhiều, nhưng là họ không có đủ cái tiêu chuẩn để mà làm cùng với mình, có nghĩa là họ không nỗ lực, họ không chịu khó giống như mình. Họ là kiểu là mà tớ đưa tiền đó bạn muốn làm sao làm, thì như vậy là nó sẽ rất là khó để tạo nên được một cái sự đột phá đó. Anh không quan tâm là khách hàng của mình nói có hay không, diễn có tốt hay không, chúng ta mọi thứ chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt được, nhưng cái rất là quan trọng đó là cái sự phù hợp giữa hai bên với nhau, để mình có hợp được với nhau mà mình làm với nhau hay không. Bởi vì cái mối quan hệ này nó giống như là yêu đương với nhau vậy, nó phải hợp với nhau thì chúng ta mới đến được. Giống như em có nhiều cô gái đến với em đúng không, em chỉ có được một thôi, em đâu có thể chọn được nhiều đâu, thì cái việc mà mỗi tháng anh chỉ được hai người thôi. Thế đó là mình cần một cái sự phù hợp đó rất là quan trọng, đó là lý do. Còn những khách hàng thì anh không thể xây dựng cho họ được, rất tiếc đúng không. Dù đó lúc muốn nhưng mình không có được cái cảm xúc tốt đó để mình làm. Thì và thứ hai nữa là anh là một chuyện, nhưng nó là đội ngũ của anh nữa, đội ngũ của anh nó cũng rất là quan trọng. Và có những khách hàng họ ok với mình, nhưng khi mà làm việc với đội ngũ chẳng hạn, đó là cái này nó liên quan đến về yếu tố về cảm xúc, làm sao để cho mọi người cảm thấy thoải mái mà để khai thác đi sâu vô được. Và cái thứ ba đó là một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là họ không hiểu cái mục đích đằng sau việc mà xây kênh đó là gì. Họ cứ nghĩ là xây kênh xong là tôi bán hàng, tất nhiên là cái việc mà bán hàng là đúng rồi, nhưng là cái hành trình nào ở trong việc mà từ marketing đến bán hàng. Họ cứ nói là có cam kết lợi nhuận nhiều không, cam kết doanh số nhiều không. Trời ơi, cái cam kết đó, cái mà tôi chỉ làm được đó là gì? Làm cho khán giả, bạn truyền tải được cái đúng thông điệp của mình tới khán giả, bạn có được cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và việc bạn kiếm tiền được hay không ấy, nó phụ thuộc vào năng lực của bạn. Thế là tại sao có những người thì họ kiếm được rất nhiều, khi mà có 1 triệu follow thì họ kiếm được cả triệu đô la, trong lúc đó có những người chả kiếm được đồng nào. Bởi vì sao? Do năng lực của họ, họ không chịu bán hàng, họ cũng không chịu thay đổi, họ cũng không chịu học tập, họ cũng không chịu phát triển bản thân, thì làm sao mà có thể bán được, đúng không? Thì đó là cái sự khác nhau. Nên là đôi lúc là anh nhìn thấy là ở người này họ không có hiểu về trong cái nguyên lý về marketing, trong cái hành trình để marketing, để chuyển đổi từ việc mà khách hàng biết mình, thích mình, tin mình và sau đó mua mình, và bắt đầu mình phải chuyển đổi, mình phải bán hàng, mình phải có lực lượng, ví dụ data rất nhiều chẳng hạn. Khách hàng người ta, cái mà anh có thể làm được là gì? Làm cho khách hàng người ta quan tâm về sản phẩm đó, thích sản phẩm đó. Nhưng cái người đó người ta không chịu bán hàng, người ta không có đội ngũ bán hàng, người ta cũng không phục vụ khách hàng tốt được, thì làm sao mà mình cam kết doanh số được? Nếu mình cam kết như vậy, đó là mình cam kết bận, đúng không? Rồi người ta không hợp tác, người ta không nỗ lực, thế vậy là mình mất uy tín nữa. Rồi mình phải làm rõ từ đầu, và nếu họ không hiểu rõ được cái quy trình đó thì mình không nên làm việc, bởi vì làm việc nó sẽ sau này sẽ rắc rối rất nhiều. Trong lúc đó anh có những khách hàng họ đến, họ hiểu rằng là cái mà họ làm được đó là họ có nhân sự rất tốt rồi, họ bán hàng rất tốt rồi, họ có kênh phân phối rất tốt rồi, chỉ có là marketing họ yếu thôi đó, và họ cần đến anh và anh giúp cho họ, đó là lan tỏa cái thương hiệu của họ, làm cho khách hàng thích họ, tin tưởng họ mà sẵn sàng mua hàng của họ khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam và người Việt ở trên khắp toàn cầu, đúng không? Là đó là cái mà mình có thể làm được tốt cái phần đó thôi. Còn là những cái phần mà hơn nữa thì cái đó là phải phụ thuộc vào khách hàng, đúng không? Khách hàng mua hay không, đó là phụ thuộc vào cái người đó, người ta nộp bán hàng như thế nào, dịch vụ chăm sóc hàng như thế nào, đội ngũ như thế nào, kênh phân phối như thế nào. Để hiệu quả về kinh doanh bán hàng nó còn rất nhiều yếu tố mà. Vậy thì cái người đó họ cần phải có, đó là hiểu về cái chu trình về marketing và bán hàng, thì lúc đó chúng ta cung cấp dịch vụ mới ok được. Còn họ không hiểu cái này thì thua. Nên đó là thường là anh sẽ dựa trên ba cái điều này để quyết định là mình có làm hay không. Ok, xin chào các bạn nha. Mỗi ngày mình sẽ có khoảng tầm 10-15 phút trò chuyện với các bạn trên chiếc xe, trên hành trình đi làm. Ok các bạn, xin chào nha. Xin chào các bạn. Rồi, buổi phỏng vấn sẽ kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.